Thưa các cựu chiến binh, thưa các bạn, cuộc chiến đấu anh dũng và chính nghĩa bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử giữ nước và dựng nước như một dấu mốc không thể phai mờ. Mỗi người lính của mặt trận Mỹ Xuyên đều mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, của truyền thống đấu tranh quật cường, dũng cảm để giữ vững bờ cõi, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ đã nằm xuống. Người trở về địa phương tiếp tục góp công góp sức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, son sắt lời thề với đồng đội để xứng đáng với những người đã nằm xuống nơi mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Ban tổ chức xin hỏi. Báo cáo công chí là tôi là Nguyễn Thanh Tuấn. Lúc đấy tôi lên chốt điểm cao 1.100 vào tháng 2 năm 1987. Cũng báo cáo công chí là chúng tôi là lính đã được rèn luyện trong quân đội và với phương châm là trước hết là giữ được đạo đức và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là theo quân đội nhân dân Việt Nam đã quy định, chúng tôi quyết tâm giữ chốt và đánh giặc cho đến giờ phút này chúng tôi trở về địa phương. Chúng tôi vẫn giữ được bản chất lính Cụ Hồ là tăng gia sản xuất, đóng góp thêm những cái nền kinh tế cho xã hội bây giờ. Trước cách đây gần 40 năm chúng tôi đã chiến đấu ở mảnh đất này. Nó chưa được khang trang mà cũng chưa được như thế này. Nhưng đây là được Đảng và Nhà nước đã tôn vinh các anh hùng liệt sĩ ở đây. Chúng tôi mới quay trở lại hôm nay cũng thấy rất là tự hào và cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã ghi công các anh hùng liệt sĩ tại điểm 468 này. Chúng tôi cũng rất là tâm niệm vì cái này nó là cái kỷ niệm của tuổi trẻ. Đã một thời tuổi trẻ thanh xuân chúng tôi đã cống hiến ở đây và cũng có đồng chí đã phải đổ xương, đổ máu. Và có những đồng chí đã phải mất đi một phần trong cơ thể. Và còn nhiều những đồng chí đến hiện nay cũng chưa được tìm thấy để trở về với gia đình và quê hương. Và chúng tôi cũng rất mong các đồng chí còn ở lại. Thì cũng rất mong là Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm và tìm được các đồng chí để trở về với gia đình và quê hương.